Ba cầu đá đó rồi phải là qua khu vườn tổ chức thay đồ chụp ảnh đó cà phê xong rồi qua đi tham quan nhà mà luôn tại bên cạnh không có chỗ thay đồ. Đây là nhà dắt vàng ở Bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Không là có một dụng nào. Hoàn toàn bằng vàng hết nha. Ủa nó có mấy tầng luôn mà tầng nào cũng vàng hết rồi. Đang quay phim mà chị, mình đang quay trực tiếp không? Điều Dung kìa, Dung mới lại chụp cho. Em đang qua trực tiếp phòng con nhờ này. Ủa cái này lên mấy tầng hết luôn vậy anh? Tổng cộng mấy tầng? À, một trệt, hai hai lầu. Ở ngoài Bắc thì gọi là ba tầng. Lên,
tôi bấm lại. Ủa nó còn tăng nữa mà. Mày bắn cho tao vô chạy vô luôn quay à đứt ra luôn tao.